Với sự phát triển không ngừng của ngành thủy sản, Việt Nam đứng trong nhóm 5 quốc gia cung cấp thủy sản hàng đầu cho thế giới. Trong bối cảnh giao thương thuận lợi đó, Hội chợ triển lãm quốc tế chuyên ngành thủy sản Vietfish trở thành điểm hẹn uy tín nhất châu Á cho các nhà kinh doanh thủy sản khu vực và thế giới, trải nghiệm các sản phẩm chất lượng cao và khám phá cơ hội kinh doanh mới. Kể từ năm 1998, do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP tổ chức, Hội chợ triển lãm Vietfish luôn làm mới mình với mặt hàng đa dạng, từ đánh bắt tự nhiên đến nuôi trồng có quy trình nuôi trồng sản xuất, quản lý khép kín, được quốc tế chứng nhận. Nhờ tận dụng tốt tiềm năng về biển và sự ưu đãi của thiên nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, những sản phẩm được chế biến sẵn phù hợp với xu hướng hiện đại, mặt hàng giá trị gia tăng cũng góp phần mang lại sự đa dạng cho hội chợ Vietfish. Từ ban đầu rất là nhỏ bé, cũng với mong muốn rất là đơn giản là làm sao tạo một cái chỗ để cho những doanh nghiệp nước ngoài họ đến Việt Nam, họ tiếp cận với doanh nghiệp Việt Nam, thay vì là doanh nghiệp Việt Nam phải đi nước ngoài dự hội chợ thì rất là tốn kém, mà rất là nhiều doanh nghiệp nhỏ không có đủ điều kiện. Thế nhưng bây giờ thì Vietfish đã trở thành một cái sự kiện quốc tế rất là chuyên nghiệp. Vietfish trở thành đại diện không hẳn cho những nhà chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam, mà đại diện cho toàn thể những người hoạt động trong lĩnh vực thủy sản của Việt Nam. Vietfish 2015 có gần 200 đơn vị tham dự, tăng 14% so với năm 2014. Tổng số gian hàng cũng tăng 12,53% so với năm ngoái, với trên 300 gian hàng phục vụ doanh nghiệp và khách tham quan. Đáng chú ý, Vietfish 2015 đánh dấu sự gia tăng của số gian hàng trong nước, tăng 15%. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành thủy sản nước nhà trong bối cảnh hội nhập và phát triển cùng thế giới. Vietfish năm nay còn có sự tham dự của 16 quốc gia như Ấn Độ, Anh, Canada, Đan Mạch, Đức, Hàn Quốc, Iceland, Israel, Malaysia, Mỹ, Nhật, Philippines, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Trung Quốc, tạo nên một bức tranh sinh động về ngành hàng thủy hải sản cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. This exhibition, Vietfish, it's I would say a shop window of that kind of industry, where people can see the best that Vietnamese fishery industry can produce. Nét đặc sắc nhất của Vietfish năm nay chính là khu vực dùng thử sản phẩm. Tại đây, khách tham quan đã rất thích thú với Pengasep, một đầu bếp đến từ Hà Lan, có sở trường và đam mê chế biến các món ăn từ cá tra. Qua tài năng chế biến, con cá tra bình dị dân dã của Việt Nam được nâng tầm thành những món ăn đẳng cấp phong cách châu Âu, ngon miệng, bổ dưỡng và vô cùng tiện lợi. Mùi vị rất là thơm. Yeah, very good, very soft, tasty. Well, this is very good because they're using chemical-free panga. Mình nghĩ là món cá này thì phù hợp với khẩu vị của rất nhiều người, tại vì theo Việt Nam thì cũng dễ ăn, mà người nước ngoài nó cũng dễ ăn lắm, tại vì nó không có quá đậm vị của châu Á. Nói chung là rất là ngon. Ngoài ra, những món ăn nhanh làm từ hải sản Việt Nam khác cũng được khách tham quan đánh giá cao về chất lượng nguồn gốc và sự an toàn trong dinh dưỡng sức khỏe. Việc giới thiệu cho khách chế biến ngay tại hội chợ, ngoài cái việc là giới thiệu về tiềm năng xuất khẩu của chúng ta, còn giới thiệu về cái phong cách ẩm thực kết hợp những cái sản phẩm xanh sạch và tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng thế giới. Doanh nghiệp thủy sản hầu hết là quan tâm đến xuất khẩu, nên là cái việc mà chế biến cho người tiêu dùng ăn thử các sản phẩm cũng làm cái bước rất là đáng khích lệ, một cái công việc khởi đầu của cái việc phát triển vào thị trường nội địa. Bên cạnh đó, chuỗi các hội thảo chuyên ngành được VASEP phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về xu thế và triển vọng của ngành thủy sản Việt Nam. Ở hội chợ năm nay có những cuộc hội thảo mang tính chất thời sự, biểu hiện rõ nét những vấn đề thuộc loại là nóng bỏng của ngành thủy sản trong giai đoạn này.
tranh sống động của ngành thủy sản còn được tô vẽ thêm nhờ sự góp mặt của các ngành hàng công nghiệp phụ trợ như kỹ thuật nuôi trồng, đánh bắt, thiết bị hiện đại và quản lý truy xuất tại hội chợ Vietfish. Trong thời gian sắp tới, đặc biệt là năm 2015, khi Việt Nam chúng ta gia nhập và khi Việt Nam chúng ta ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại tự do, cùng với năm sau những cái triển vọng ký FTA về TPP v.v. thì sẽ tạo cái sân chơi lớn hơn cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, tuy nhiên là với cái năng nội lực của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua thì tôi nghĩ là cái hội chợ này cũng là một cái nơi góp phần để quảng bá cho sản phẩm thủy sản Việt Nam. Có thể nói, với điểm nhấn là sự đa dạng về sản phẩm, Vietfish đã trình làng một diện mạo mới, ngày càng hoàn thiện hơn, tương xứng với sự phát triển tích cực của ngành thủy sản Việt Nam trong hiện tại và tương lai.